Đắk Lắk nằm trên vùng núi cao nguyên, trải dài theo dãy Trường Sơn, là một trong những cái nôi của nền văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và cũng là nơi hình thành Đoàn Văn Công Đắk Lắk, một đoàn nghệ thuật có bề dày lịch sử, ra đời giữa núi rừng Đắk Lắk thuộc vùng kháng chiến Đờ Lê Sa vào ngày 26 tháng 4 năm 1962. Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk bắt đầu được hình thành từ đoàn văn công B3 tại căn cứ Chư Sú Đờ Lê Sa H7 vào năm 1961. Lực lượng diễn viên ban đầu đa số là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên thuộc diễn viên của đoàn văn công B5. Với chức năng nhiệm vụ tổ chức sáng tác, dàn dựng và biểu diễn các loại hình nghệ thuật ca múa nhạc phục vụ các hoạt động chính trị của tỉnh, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân. Ra đời từ những năm tháng gian khổ, hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn văn công đã liên tục hoạt động trên khắp các địa bàn, trải qua nhiều khó khăn, thậm chí hy sinh cả tính mạng, với tinh thần tiếng hát át tiếng bom, cùng lòng quả cảm, tình yêu nghề, mà trên hết là lòng yêu nước, tha thiết của các nghệ sĩ diễn viên, đã đem tiếng hát điệu múa phục vụ động viên tinh thần đồng bào chiến sĩ trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Đến nay đã tròn 60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua biết bao thăng trầm và vất vả. Đội ngũ cán bộ nghệ sĩ, diễn viên, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Đảng bộ và nhân dân đã tin yêu, giao phó, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Hoạt động của đoàn chúng tôi là trước đây không có gì hết, có một mandolin, rồi mandolin và đàn trưng thôi, mandolin và đàn trưng với cái trống nhỏ nhỏ ấy, cái trống nhỏ nhỏ của dân tộc Hải Lễ Đồng Trâu á, thì như thế thôi. Rồi bộ truyền Ả Rập thế rồi. Rồi đi đâu không mang theo như bây giờ đâu, đi đâu là chặt nước làm thôi. Đó, tập luyện sau đó phục vụ các huyện, nào là hạt 5, nào là hạt 4, nào là hạt 3, nhất chủ yếu là hạt 2 và hạt 1. Đoàn văn công đấy phải nói là vất vả vô cùng ở trong đó đấy. Tuy rằng đi đâu đồng bào mến, bộ đội mến, nhưng mà vất vả của đoàn là khủng khiếp luôn. Năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, cũng là thời điểm để đoàn ca múa Đắk Lắk bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn củng cố, xây dựng và phát triển. Chặng đường từ năm 1975 đến năm 1980 là một giai đoạn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của đoàn. Đó chính là giai đoạn chuyển từ một đơn vị nghệ thuật mang tính chất văn công xung kích trong chiến trường chống Mỹ, trở thành một đoàn nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp. Nhưng với truyền thống lịch sử, đoàn vẫn lấy cái nền nghệ thuật dân tộc kết hợp với hiện đại để tồn tại và phát triển. Và thực tế, từ cái nền vững chắc ấy, năm 1981, đoàn ca múa Đắk Lắk được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Sau năm 75, cho đến cỡ khoảng năm 1982, chính là cái giai đoạn mà đoàn ca múa Đắk Lắk lúc bấy giờ là đi vào cái chặng đường gọi là chuyên nghiệp hóa. Và có thể nói chặng đường này là ghi dấu ấn của hai vị trưởng đoàn, một là nhạc sĩ Đàm Thanh và đặc biệt là người trưởng đoàn tiếp theo, đó chính là trưởng đoàn Nguyễn Quốc Cường. Ông đã tạo nên một tiếng vang rất lớn trong hai kỳ hội thi hội diễn toàn quốc, đặc biệt là cái hội thi năm 1981 với một đường lối gọi là
hiện đại dân tộc hay là dân tộc hiện đại, một cái đường lối về văn nghệ rất đặc sắc. Và có thể nói rằng là giữa cái cao trào những năm 80-81, cái cơn bùng phát của nhạc nhẹ trên toàn quốc, thì Đoàn Ca Múa Đắk Lắk đã đưa ra được một chương trình mang đậm cái dấu ấn của cái đường lối văn nghệ dân tộc hiện đại, tạo nên một tiếng vang không phải chỉ riêng ở các tỉnh phía Nam mà trên cục diện toàn quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, đất nước hội nhập, việc tìm hướng đi mới cho đoàn là cả một vấn đề khó khăn. Nắm bắt được những khó khăn, lúng túng của đoàn, với mục tiêu xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Sở Văn hóa Thông tin, nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã có quyết định đúng đắn, đó là đổi tên Đoàn Ca Múa Đắk Lắk thành Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk vào năm 1991. Đây không chỉ là sự đổi tên đơn thuần, mà là một sự chỉ đạo sâu sắc và thực tiễn về phương hướng hoạt động nghệ thuật của đoàn. Trở về với sự nghiệp ca múa dân tộc là sự trở về với cội nguồn, là sự thăng hoa của tâm hồn và bản sắc dân tộc trong nghệ thuật. Có được kim chỉ nam quý báu đó, cuối năm 1991, Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk bắt đầu đẩy mạnh việc đi sâu nghiên cứu vốn nghệ thuật truyền thống các dân tộc Ede, Mơ Nông, Sa Rai. Mạnh dạn sáng tạo, phát huy trên cái gốc cội nguồn, nhiều tác phẩm mới được ra đời. Đó là những nét đẹp nghệ thuật độc đáo của các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, đến với công chúng trong cả nước và bạn bè trên thế giới. Thời điểm đó thì nhạc sĩ Nguyễn Cường là bắt đầu anh vào Đắk Lắk viết, và với cái phong cách viết rất trẻ và rất dân tộc và hiện đại, thì tôi với cô nhạc sĩ Đức Hùng với hai cây guitar thôi, chúng tôi tạo ra một cái âm hưởng đặc biệt và độc đáo, và với phần đệm cho nghệ sĩ Giang Nghi Món Hải và thành phố Hồ Chí Minh với những bài Ôi Chim Cơ Tia, bài ca quê hương ơi Ma Trắc chẳng hạn, thì tiếng vang của đoàn lúc đó thì người ta còn nói rằng là đoàn Đắk Lắk có một sự tiến bộ sức vượt bực. Đó là một điều đáng mừng cho nền âm nhạc Việt Nam và của dân tộc nói chung. Năm 1997, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Trong suốt 60 năm qua, nhiều cán bộ nghệ sĩ, diễn viên đã trưởng thành về mọi mặt, được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Như nghệ sĩ nhân dân Imon Inyon, nghệ sĩ nhân dân Isan Aleo, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Quang Dũng, nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Y Phôn Cờ Sơ, nghệ sĩ ưu tú Y Doan Cờ Nun. Trong những năm gần đây, tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng bằng tình yêu nghề, lòng đam mê nghệ thuật, các nghệ sĩ diễn viên đã vượt qua mọi thử thách, đi phục vụ biểu diễn ở cơ sở, phát huy nền nghệ thuật truyền thống của các dân tộc trong tỉnh. Ngoài nhiệm vụ phục vụ chính trị trên, đoàn còn giao lưu biểu diễn ở các tỉnh bạn, và đặc biệt là giao lưu với bạn bè trên thế giới như Italia, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ, Hàn Quốc, vân vân, được bạn bè các nước mến mộ. Đoàn của chúng ta, đơn vị của chúng ta vừa hoạt động trong nước mà đồng thời là đối nội đối ngoại, đi nước ngoài biểu diễn mang đại diện cho cái dân tộc mình, đại diện cho tỉnh nhà chúng ta đi châu Âu, đi châu Phi, đấy, đi một số nước ở châu Á mà rất là lạ, rất là hay, thường là chúng ta đi là mọi người rất là thích lắm. Và cái con đường nghệ thuật luôn luôn giữ, tức là chúng ta luôn luôn con đường đã chọn, đó là dân tộc và hiện đại, không bao giờ quên, và cái tính chuyên nghiệp rất cao. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các sở ban ngành địa phương và đặc biệt là sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đầu năm 2011, Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk có được trụ sở làm việc mới, khang trang hơn, trang thiết bị được thay thế, bổ sung nhiều hơn. Cùng với sự miệt mài, hăng say lao động trong sáng tạo nghệ thuật của tập thể cán bộ nghệ sĩ diễn viên, Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk nhận được nhiều cờ thi đua bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh,
và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Năm 2012, đoàn vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Với cái định hướng là dân tộc hiện đại, và từ cái định hướng đó, đoàn ca múa dân tộc đã triển khai các hoạt động công tác đi sâu vào các bản sắc của các dân tộc. Và từ những cái nhiệm vụ đó thì đoàn đã khai thác được những tác phẩm, những ca khúc từ những cái làn điệu dân ca, từ những cái làn điệu của dân gian của các dân tộc. Và hiện nay thì đoàn đã có những tác phẩm mới và đã được đi phục vụ ở nhiều nơi. Năm 2020-2021, do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động tập luyện và biểu diễn các chương trình nghệ thuật phải tạm dừng. Vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch đề ra của đơn vị. Tuy nhiên, với sự đoàn kết của cả tập thể, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk đã biên tập, dàn dựng và sáng tác được 78 tác phẩm mới, 21 tác phẩm nâng cao ở các thể loại như ca, múa, nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh công tác dàn dựng sáng tác, năm 2021, đoàn đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thương Garden tập luyện chương trình ca kịch Khát vọng Đam San. Đây là một tác phẩm lớn của nền khí nhạc Việt Nam, ca ngợi khát vọng và vẻ đẹp lãng mạn kiêu hùng của người Ê Đê, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ca kịch Khát vọng Đam San còn là một tác phẩm ghi dấu trên nhiều lĩnh vực, đánh dấu sự trưởng thành của nhiều nghệ sĩ diễn viên của đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk là một đoàn ca múa rất đặc biệt trong tất cả các đoàn ca múa ở Việt Nam. Tôi khẳng định như vậy, bởi vì những các cái tiết mục độc đáo, bởi vì có những con người, những diễn viên độc đáo. Đó là đoàn ca múa đầu tiên ở trên đất nước này dựng opera dựng theo kiểu của dân gian của mình, và cũng đầy cái bề dày và trí tuệ của opera kinh điển thế giới. Đó là một cái vai diễn rất khó, vừa hát và vừa diễn. Cho nên là mọi thứ đều phải tập luyện lại từ đầu như thế nào, rồi cách nói, biểu hiện con người, biểu cảm, rất nhiều thứ chi tiết ở trong cái kịch bản Đam San đợt này. Thật sự là Doan sẽ cố gắng nhiều để mà hoàn thành nhiệm vụ và đạt được những cái yêu cầu ở trong cái kịch bản. Dù trong điều kiện gian khổ của đất nước thời kỳ chiến tranh, hay điều kiện khó khăn thiếu thốn của thời kỳ bao cấp và trong cơ chế thị trường cạnh tranh, song bằng ý thức trách nhiệm, các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt là thế hệ trẻ của đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk, luôn nêu cao tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc, sáng tác, thể hiện nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân và đóng góp vào sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật của cả nước. Là người thế hệ sau, mình sẽ không nắm được hết những cái văn hóa, nên mình phải học hỏi những người đi trước. Và sau đó thì luôn luôn tìm tòi những cái mới để mình làm mới lại và đưa văn hóa truyền thống nó lên một cái tầm cao mới. 60 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các nghệ sĩ diễn viên của đoàn ca múa dân tộc đã sáng tác và thể hiện hàng ngàn ca khúc, hàng trăm điệu múa, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người yêu nghệ thuật. Qua quá trình công tác, tôi đã được các đàn anh đi trước đã nhiệt tình giúp đỡ và nâng đỡ tôi. Đến nay thì tôi đã tham gia học hỏi để trở thành một biên đạo múa. Thì hiện nay thì tôi đã là một biên đạo múa của đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk. Đó là một cái niềm tự hào và vinh dự vô cùng to lớn đối với cuộc đời của một diễn viên múa. Với những tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao về chất lượng, suốt chặng đường dài 60 năm qua, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ,
đó là hàng trăm huy chương, giải thưởng, bằng khen, giấy khen trong các hội thi hội diễn của khu vực và toàn quốc. Bên cạnh đó, những buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh vẫn được đoàn duy trì đều đặn, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo quần chúng nhân dân. Phải khẳng định rằng những cống hiến đóng góp cho nghệ thuật của tập thể cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk suốt 60 năm qua là hết sức đáng trân trọng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa của tỉnh. Có thể nói những ngón đàn, những giọng hát, những điệu múa thông qua hàng nghìn tiết mục nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ diễn viên của đoàn trong suốt hơn nửa thế kỷ qua là những chiếc cầu nối quan trọng để giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc nhất của văn hóa Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Chúng ta cùng tin tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới, với cái sự đoàn kết thì tập thể nghệ sĩ diễn viên của đoàn sẽ cố gắng nỗ lực dấn thân hơn nữa cho nghệ thuật bằng một cái khát vọng cống hiến. Và tôi nghĩ rằng cái khát vọng cống hiến này nó phải thật sự là mãnh liệt để xây dựng đoàn ca múa dân tộc ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nhiều nghệ sĩ ưu tú và quan trọng nhất là có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả, trong lòng công chúng để xây dựng đoàn ca múa dân tộc sớm trở thành một nhà hát chuyên nghiệp, hiện đại, mang bản sắc riêng và chung tay cùng với toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk của chúng ta giàu đẹp, văn minh, bản sắc và từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Phát huy truyền thống 60 năm của đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ diễn viên đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk hôm nay không ngừng đoàn kết, năng động, coi trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật xu thế để bắt kịp thị hiếu khán giả. Hy vọng rằng tập thể diễn viên, nghệ sĩ, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk ngày càng sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Đồng thời xây dựng đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk thành đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tiêu biểu, giàu bản sắc, xứng đáng với niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.